Đại lực nguyện tẩm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thủ linh thai, chúng con thành kính tri ân cần tọa minh hạnh. Dạ, và tiếp theo chương trình thì chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thời Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha. Kính lễ Tam Bảo, Phật giáo Pháp và Tăng chúng. Kính chào Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý thượng nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh chủ đề là Maha Sắc Lại Dịch Ni Cát Xuất Tát. Và bài kinh này ở trong bản dịch trên nói rằng là kinh này là đại kinh sáu xứ. Thực ra thì nó có hai lý do và chúng ta không dịch là đại kinh sáu xứ mà chúng ta phải dịch là kinh đại lục xứ. Vì sao? Vì nếu mà ta nói rằng đại kinh thì tất phải có những kinh, mà hôm nay là bài kinh 349, có nghĩa là chúng ta còn ba bài kinh nữa là hết trung bộ rồi. Chúng ta không có tìm thấy cái bài kinh thứ hai là Chu Lá Sa La Yatinika Sutta. Lý do thứ hai mà chúng ta nói cái tựa bài kinh mà đại kinh sáu xứ là sai là bởi vì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng Phát cầu qua e ta đa vô chá, Đức Thế Tôn nói như sau: Maha sa la cha ti căng vô phi khẩu vê đề sê sa mi tăng su na tha sa căng manasik karo tha phá vô sa mi tí. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về đại lục xứ. Ngài dùng cái từ gọi là Maha Sala Yatinika, rồi cái tên đó, cái danh từ, cái cụm từ đó là đặt tên cho bài kinh. Mà trong khi đó thể Đức Phật nói rằng là này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái đại kinh sao xứ. Bởi vì cái từ mà đặt cho cái bài kinh đó tiểu hay là đại kinh đó, tiểu kinh đại kinh là do các vị có tập tâm tạng sau này các vị đó đặt tên. Còn một khi mà Đức Thế Tôn đã dùng cái từ ta sẽ thuyết cho các ngươi nghe về Maha Sắc Lai Giác Tinh Niết Căn thì có nghĩa là ngài thuyết cho nghe về đại xứ, đại lục xứ. Bởi vì ở đây thú vị, cái chữ đại nó là tỉnh từ của sáu xứ mà Đức Thế Tôn đã dạy các ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về Maha Sala Yatinikam. Chứ không phải là chữ Maha là tỉnh từ của chữ kinh, là đại kinh. Nếu là đại kinh thì nó sẽ có tiểu kinh. Và ở đây sao xứ là chỉ cho sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chẳng những là nền tảng duyên khởi phiền não chấp thủ mà còn là đối tượng quan sát của chỉ và quán Samatha Vipassana. Thì ở trong bài kinh này là Đức Phật ngài
đã đề cập đến quá trình tu tập một cách cô đọng và xuyên qua cái sự quan sát như thật đối sáu xứ và những pháp liên quan đến sáu xứ. Vì vậy cho nên sáu xứ này được gọi là ma sát la jatinika, tức là đại lục xứ. Cái đó là tựa bài kinh chúng ta cần phải chỉnh sửa lại, như ở trong cái bài bài học mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Ở trong bài kinh này, nếu mà chúng ta đọc chậm rãi và chúng ta tác ý suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy được cái khởi điểm của cái việc tu tập là ở chỗ, bắt đầu từ ở chỗ nào. Giống như một người thầy thuốc giỏi gặp những cái chứng bệnh ngặt nghèo thì thầy thuốc giỏi sẽ biết bắt đầu trị từ từ đâu trước, thì như vậy mới giữ được tính mạng của bệnh nhân và mới cứu thoát cho bệnh nhân khỏi khỏi bệnh. Cũng vậy, bài kinh này Đức Phật đã điềm chỉ cho chúng ta biết là muốn đoạn tận khổ đau phải tu tập bắt đầu từ sáu xứ trước, và sáu xứ đó phải thấy như thật như chân. Thì đây là lời dẫn nhập, cũng là gợi ý. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho kinh văn, sau đó xin cung thỉnh thủ tọa Pháp Đăng nghĩa trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng Nam Mô Bổn Sư Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân cùng tòa từ sư đã từ bi dẫn nhập pháp hôm nay, và con xin phép được đọc chánh văn. Liễu tri tự thân là liễu tri thế giới. Bài kinh 149, đại kinh sáu xứ, Maha Sala Yatanika Sutta. Maha Sala Yatanika Sutta là kinh giải về sáu cơ sở trọng yếu, nên dịch là kinh đại lục xứ. Bản tiếng Việt dịch là Đại Kinh Sáu Xứ không đúng với nguyên nghĩa. Chữ đại ở đây là tỉnh từ của sáu xứ, chứ không phải là tỉnh từ của chữ kinh. Sáu xứ ở đây chỉ cho sáu giác quan, chẳng những là nền tảng duyên khởi phiền não, chấp thủ, mà còn là đối tượng quán sát của chỉ, quán. Đây là một bài kinh đề cập đến quá trình tu tập một cách cô đọng, đặc biệt là định nghĩa về sự chứng ngộ của tâm đạo siêu thế, bao gồm liễu tri sự khổ, đoạn tận nhân sanh khổ, chứng tri sự diệt khổ và tu tập đạo đế. Phân đoạn 685, đau khổ và hạnh phúc trong ý nghĩa tận cùng. Khi sáu căn gặp sáu cảnh là duyên sanh cảm thọ, thọ là duyên cho ái, ái sanh đau khổ. Tiến trình này sanh khởi do vọng chấp. Ngược lại với sự thấy biết đúng với sự thật, tâm được an nhiên và được kinh an. Kinh văn, như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sawatthi Xá Vệ, Chetawana Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathabindika cấp cô độc. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng đại kinh sáu xứ, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, không biết, không thấy chân, không biết, không thấy như chân nhãn, không biết, không thấy như chơn các sắc, không biết,
không thấy như chơn nhãn thức, không biết, không thấy như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không biết, không thấy như chơn cảm thọ ấy. Vì ấy, ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vì ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quan sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến trữ trong tương lai, và ái của vị ấy chưa đến tái sanh, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia, ái ấy được tăng trưởng, những thân ô não tăng trưởng, những tâm ô não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng, những tâm khổ não tăng trưởng, vì ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn nhĩ. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn tỷ. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn thiệt. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn thân. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn ý. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn các pháp. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn ý thức. Này các tỷ kheo, không thấy và không biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, không thấy và không biết như chơn cảm thọ ấy. Vị ấy, ái trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối với ý, ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thân, vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Vị các tỷ kheo, thấy và biết như chơn nhãn, thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết chơn cảm thọ ấy. Vị ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia, ái ấy được đoạn tận, những thân ô não của vị ấy được đoạn tận, những tâm ô não được đoạn tận, những thân nhiệt não được đoạn tận, những tâm nhiệt não được đoạn tận, những thân khổ não được đoạn tận, những tâm khổ não được đoạn tận, vì ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Phân đoạn 686, con đường thoát khổ. Con đường giải thoát như được nêu rõ trong kinh Chuyển Pháp Luân bao gồm là ba luân 12 chuyển. Đoạn kinh sau đây là Phật ngôn dạy về sự tu tập để liễu tri khổ, đoạn tập tập khổ, liễu tri diệt, chứng tri diệt khổ và tu tập con đường đưa đến diệt khổ. Kinh văn: Kiến gì như chơn của vị ấy? Kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy? Tư duy ấy là chánh tư duy. Tinh tấn gì như chơn của vị ấy? Tinh tấn ấy là tinh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy? Niệm ấy là chánh niệm. Định gì như chơn của vị ấy? Định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn,
bốn như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển vận song hành, chỉ và quán. Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn, tức là sắc thủ uẩn, thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí? Vô minh và hữu ái, những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí? Chỉ và quán là những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Này các tỷ kheo và biết như chân tai, này các tỷ kheo thấy và biết như chân mũi, này các tỷ kheo thấy và biết như chân lưỡi, này các tỷ kheo thấy và biết như chân thân, này các tỷ kheo thấy và biết như chân ý, này các tỷ kheo thấy và biết như chân các pháp, này các tỷ kheo thấy và biết như chân ý thức, này các tỷ kheo thấy và biết như chân ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ, thấy và biết như chân cảm thọ ấy, nên vị ấy không ái trước đối với ý, không ái trước đối với các pháp, không ái trước đối với ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy, tâm khổ não được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như chân của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư gì như chân của vị ấy, vân vân, hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí, minh và giải thoát? Những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị. Bữa hôm nay thì ngày thứ tư, và cái bài học hôm nay trong trung bộ kinh và kinh số 149, đại kinh sáu xứ, hay là nói đến sáu cái căn bản của tất cả các chúng sanh mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ trong cái pháp chứng ngộ với cội Bồ Đề. Và khi mà Ngài giảng dạy thì tất cả chúng ta, dù trời người, chư thiên phạm thiên, chúng sanh nào là chúng sanh đó thì có danh và sắc, thì đều hiểu được cái bài kinh này. Cái sự hiểu biết đó, đó được Đức Phật Ngài thuyết giảng, và cái sự hành trì tùy nơi mỗi người. Thì chúng ta biết rằng, hay là chúng ta nghe rằng có rất là nhiều những cái vị tỳ khưu
ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật bị đau khổ, bị khổ não về cái chuyện mà thương nhớ, hay là cái chuyện mà vật thực, hay là chuyện chỗ ngủ nghỉ, thọ dụng ở trong đời này không ngoài cái bốn loại áo quần, hay là thuốc uống, hay là vật thực ăn, thì tất cả những cái điều đó nó cũng là bốn cái căn bản. Chúng sanh thì khi mà không biết thì không có thấy được cái sự đau khổ từ ở đâu. Phẩm cũng tương về sáu rất nhiều về kinh liên quan đến ai có biết vị ngọt của mắt, không biết nguy của mắt, và không biết xuất ly của mắt. Và nói rằng vị ngọt trong mắt thấy tất cả những nguy, và Ngài cũng đã tìm thấy tất cả sự xuất ly ở trong mắt. Trong kinh Tương Ưng thì nói từng đoạn kinh này đó thì nguyên một cái bài kinh dài nói về cái cách mà nói về sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu và những cái phương pháp bảo để thấy được đoạn tận mà chúng ta hiểu là giống như mình nói rằng xuất ly vậy đó, xuất ly sắc trong mắt, hay là trong cảnh sắc cái nhận thức mình biết cách để mình thoát ly, mình không có bị cột vào bằng cái lưỡi tham, hay là cái hữu, hay là bị che đậy, bị vô minh. Đó là cái sự hiểu biết xuất ly ra đó. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng con mắt, ai mà không biết được cái gì, không biết được như chơn, không biết về các sắc, không biết về nhãn thức ấy. Thì thường thường chúng ta biết rằng tất cả những cái loài nào, không có một cái loài nào mà không là con vật hay là con người đó, là chư thiên hay là phạm thiên, trừ ra vị phạm thiên vô tưởng, giống như con búp bê thôi. Còn với vị phạm thiên vô sắc đó, thì vì vô sắc nên không có mắt, hay là không có tai, không có mũi, không có miệng. Nên những cái vị đó mình gọi là vị phạm thiên vô sắc, là không có sắc. Còn lại tất cả những 26 cõi hữu sắc đó, hữu sắc thì nói về có sắc đó, thì tất cả những vị đó khi mà nghe Đức Phật thì thuyết giảng, những cái vị đó cũng có khả năng để chứng đắc được đạo quả. Nên chúng ta cũng thấy rất là nhiều thiên, những vị phạm thiên mà là đệ tử của Đức Phật, khi mà nghe Đức Phật để thuyết giảng, trời tứ đại thiên vương, hay là trời đao lợi, dạ ma, đấu sức quá lạc, những cái vị đó, cho đến vua chúa, hay là đến những cái mệnh phụ phu nhân, những bà hoàng, những công chúa, hay là những người thứ dân, bất luận là ai, khi mà nghe đó thì họ với cái ý nghĩ rằng Đức Phật này đang dạy mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng mỗi người ai cũng có mắt, ai cũng có mắt hết. Và khi mắt á, thì chúng ta biết rằng cái cảnh sắc là cái đối tượng của mắt. Nên thường thì chúng ta học, chúng ta thấy như là đôi nhãn. Thưa tòa, Pháp Đăng Quang Hỷ xem là biết ở trong rung không còn nghe được tiếng thưa tòa. Thính thưa tòa commit. Dạ, thính thưa tòa commit.
Chờ quý Phật tử có nghe được không vậy? Không biết có vị nào thấy được thượng tọa Pháp Đăng không? Giờ mà thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ trở lại. Một lần nữa xin được hỏi quý vị có nghe thì tổ đang nói không vậy? Chắc là thì tổ đang không nghe được. Quý vị quan hệ chờ chỉ thêm một chút nha. Trời. À, thưa quý vị, tạm thời thì Alo. Trong lúc chúng ta chờ, dạ, dạ thấy tổ hợp đang nói rồi, xin đến thương tòa. Dạ. Dạ. Đường nét bữa nay sẽ nó yếu. À, yếu. À, dạ. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật ngài dạy về các cái giác quan của chúng ta. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái chúng sanh nào thì đều cũng có mắt hết, thì có mắt hết, nên chúng ta thấy những loài chim cò bất cứ loại nào cũng đều có mắt hết. Nên mà khi Đức Phật ngày viết cái bài kinh này đó thì tất cả chúng sanh nào mà họ có mắt đó, thì họ đều hiểu được, và giống như Đức Phật ngày đang giảng cho mình, chư thiên phạm thiên họ nghe thì họ cũng hiểu như vậy. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc đã giác ngộ, thì ngài giác ngộ, ngài biết được cái sự khổ đau mà chúng ta gọi là những cái vị ngọt ở trong mắt. Khi mà chúng ta nhìn cái bậc này bậc kia, chúng ta ưa thích. Chính cái sự ưa thích đó đó, nên cái tâm tham nó khởi lên. Những cái điều mà chúng ta ưa thích, thường quý vị hay nghe cái tịnh tướng đó. Cái tịnh tướng là cái tướng tốt đẹp mà làm cho mắt của chúng ta nhìn vào đó. Chúng ta khởi lên cái tham ái. Và bất tịnh tướng là cái tướng mà không có vừa lòng với mắt chúng ta, chúng ta gọi là khó chịu đó, thì cái tâm sân chúng ta nổi lên. Và nếu mà chúng ta không biết thì nó có cái tâm si. Tâm si có nghĩa là mình nhìn mà mình không biết những cái gì mà lại bị ngọt, nó cuốn hút chúng sanh vào trong cái sanh tử luân hồi, về những cái sanh tử trong tương lai. Không biết như vậy gọi là vô minh che đậy cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta không có thể và tất cả đời đó thì họ thấy, nên chúng ta thấy khi mà họ thấy như vậy đó, biết cách mà suy nghĩ là biết bao nhiêu cách mà đột nhập vào những cái ngân hàng, những cái ngôi nhà, những cái chỗ mà chứa đựng vàng bạc châu báu, những cái chỗ chứa đựng những cái bức họa hay là những cái bức tranh giá trị, họ sẽ đột nhập vào đó để họ kiếm và lấy cái đó cho được. Đó khi mà họ bị tham chinh phục họ như vậy. Rồi khi mà họ bị sân đối những cái gì mà trở ngại, thì cái sân hận hận họ nổi lên, họ tìm đủ cách để họ hủy hoại. Thì chúng ta cũng thấy những cái cuộc chiến tranh đó, họ dành qua những cái tài nguyên, họ dành những cái tài nguyên rồi họ khởi lên những cái cuộc chiến tranh, giết hại những người nào mà cản trở họ chiếm hữu lấy những cái tài nguyên đó. Như vậy á, thì Đức Phật ngài nói rằng tất cả những cái vị ngọt nào trong mắt ta đều tìm và ta thấy hết tất cả. Nên đó, cái vị ngọt cả những gì mắt cho bừng đất đai, những cái thuộc địa hay là những cái vùng đất hay là những cái mỏ, những cái quặng hay là những cái tài nguyên, mà khi mà người ta có cái tầm nhìn đó, là đừng nói đến người bất luận là người nào, dù là người đó là những nhà nghiên cứu về những cái hành tinh, họ cũng đi tìm những cái châu báu trên những cái hành tinh, những cái hành tinh ngoài cái hành tinh này.
Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng biết, nên Ngài thường nói đó, như là Ngài cũng biết, Ngài cũng 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 đã từng giảng đó. Ví dụ như chúng ta thấy tôn giả Nanh Đà có người vợ rất là đẹp mà làm lễ đăng quan nhập điện và thành hôn. Nhưng bây giờ muốn nhổ cái mũi tên tham ái đó thì Đức Phật Ngài đưa tôn giả Nanh Đà lên cõi trời, nhìn những nàng tiên, những nàng tiên đó, tuyệt mỹ, tuyệt hảo, làm cho cái tâm tham của tôn giả Nanh Đà đó chuyển qua những cái nàng tiên nữ, không còn nhớ cái người hôn thê của mình nữa. Nói như vậy để quý vị biết rằng khi mà Đức Phật Ngài biết người ta bị cái vị ngọt đó, giống như bây giờ người đó bị đâm gai vô người, phải dùng cái gai để mà lễ cái gai kia ra, nó cũng dùng cây gai đâm cái cây để lấy cây gai đó ra. Thì Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta là chúng ta có con mắt thì chúng ta có cái đối tượng là cảnh sắc, và chúng ta có cái nhãn thức để nhìn thấy cái cảnh sắc đó. Và khi cảnh sắc nó xúc chạm vào mắt, chúng ta gọi là nhãn xúc, nó sanh lên lạc thọ. Lạc thọ là những cái thọ nào đó mà tương ưng với cái sự vừa lòng, khổ thọ là những cái gì tương ưng với không vừa lòng. Bất khổ, bất lạc thọ là chúng ta biết là xả thọ đó, nó có khuynh hướng của vô minh tiền biên. Lạc thọ nó khuynh hướng tham tiền biên, khổ thọ nó tân tiền biên. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói bài cái bài Đại Kinh này đó. Nếu mà chúng ta ngồi mỗi ngày mà chúng ta suy nghĩ về mắt, suy nghĩ về cảnh sắc mắt thấy, suy nghĩ về nhãn thức, suy nghĩ về nhãn xúc, do duyên xúc mà sanh đến lạc thọ hay khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, rồi những cái cảm thọ sanh lên nó ái trước, ái trước đối với sắc, đối với mắt, đối với nhãn thức, đối với nhãn xúc, đối với những thọ ái trước, như vậy đó thì chúng ta thấy rằng toàn bộ những cái tham ái mà chúng ta gọi chung là vị ngọt. Vị đó ở trong bài kinh này thì dạy là vị đó trú quán sát vị ngọt, những cái ái đó hệ lụy, những cái sự cột trói. Nên bình thường chúng ta nghe những câu chuyện bổn sanh mà cái người làm vườn đó nó dẫn người con trai của mình vào hoàng cung, thì cái người con trai của người làm vườn đó nhìn thấy cái cô công chúa con của vua, khởi lòng yêu thương, về tương tư bỏ ăn nằm giả dược như vậy. Người cha hỏi ra thì anh ta nói là anh ta thương công chúa, vì ông cha là người làm vườn cho đức vua, biết rằng con của mình phải bỏ được cái phải bỏ cái sự tư tưởng này, nếu không bỏ cái tư tưởng này sẽ chết. Nên ông mới nói rằng này con, một là con phải quên đi, hai là con sẽ chết. Và chúng ta cũng biết rằng một cái người mà họ nhổ lên được đó thì họ có thể sống, nhưng mà họ không có nhổ lên được đó, họ tiều tụy với thời gian năm tháng rồi họ sẽ chết. Nên thường thì chúng ta thấy như vậy, bất luận là loài nào cũng như vậy hết quý vị. Từ loài thú cho đến loài người cũng có như vậy. Nên thường thì chúng ta thấy rằng không thoát ra khỏi được vấn đề này. Nên chúng ta nghe những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về người ta bắt chim hay là bắt khỉ đó, người ta làm cái gì cho mắt con chim đó nhìn thấy, như là con chim hay là con gà rừng đó, con gà kiếm con gà trống thì nó sẽ gáy lên, và nó thấy con gà kia gáy đó thì nó tới nó đá và nó dính bẫy. Những cái loài chim cũng vậy quý vị, người ta muốn bắt chim người ta cũng tìm con chim, những con chim nó kêu nó hót lên đó, thì những con chim kia nó nghe tiếng và nó bay tới, khi phải nhìn thấy thì nó đá nhau và nó dính vào bẫy. Không có một loài nào mà thoát khỏi hết quý vị. Nên Đức Phật thì nói là cái vị ngọt nên khiến cho những cái tham ái đó cột trói những chúng sanh. Chúng sanh nó bất luận là loại chúng sanh nào, nếu là chúng sanh có tâm thì họ có tâm tham, và chính cái tâm tham là cái sự cột trói cái gì. Rồi chúng ta thấy ở đây Đức Phật Ngài dạy về lỗ tai và cảnh thinh, hay là chúng ta gọi là lỗ tai hay là thần kinh nhĩ và cảnh thinh. Cảnh thinh là những cái âm thanh mà lỗ tai nghe. Như vậy thì khi mà có cái lỗ tai và có cái cảnh thinh thì có nhĩ thức nương vào cái sắc thần kinh nhĩ đó, là cái lỗ tai chúng ta đó, nó nương ở đó và nó nghe cái cảnh thinh, và chúng ta gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc đó, rồi nhĩ thọ, xúc là xuyên cho thọ, thì thọ nó sẽ
nó sẽ tìm tới là có ái, tần tự nó phát thanh như vậy. Nên khi mà có thinh ái là chúng ta ưa thích những cái âm thanh. Nó không có một loài nào mà họ không ưa thích âm thanh. Thậm chí có nhiều khi chúng ta cũng tự nghĩ một hôm nào đó chúng ta coi bộ phim nhưng mà cái loa của cái âm thanh TV hay cái loa nó không có phát âm thanh tiếng, chúng ta cũng cảm thấy bực bội khi mà chúng ta muốn nghe mà không nghe được. Và khi mà chúng ta nghe đó những cái đoạn nào đó mà nó làm cho mình ưa thích đó, thì cái đồng tham ái mình khởi lên. Nên chúng ta thấy một số diễn viên điện ảnh, một số ca sĩ đó được mọi người ưa thích vì họ có cái giọng hát, và cái giọng hát của họ đó làm cho người ta ưa thích. Như vậy á, thì Đức Phật này đó là do cái nhĩ xúc duyên cho nhĩ thọ, rồi thọ nó duyên cho thinh ái, thinh ái là cái âm thanh. Và cái điều đó Đức Phật thì nói rằng tất cả những cái gì đó vừa lòng và vừa dưới cái lỗ tai chúng ta đó, thì đó đều gọi là cái vị ngọt của cái lỗ tai đối với cảnh thinh. Vị ngọt đó đó thì chúng ta biết, chúng ta cũng thấy rằng ở đời đó, khi mà chúng ta muốn mà không có được đó thì chúng ta đau khổ. Thí dụ một cái người mà họ muốn nghe cái nhạc đó ở một cái hội một cái nhạc hội nào đó mà họ không được đi thì họ ở nhà họ rất là đau khổ. Thì họ bị nung nấu vì họ không được, hoặc là họ muốn nghe mà có những cái gì cản trở họ, họ không nghe được thì họ rất là đau khổ. Như vậy thì Đức Phật nói đó là cái vị ngọt cột trói cái hệ lụy đó, cái tham ấm, cái tham đắm, cái chấp thủ, chấp thủ đưa đến sanh hữu trong tương lai, đưa đến tích trữ. Nên những cái âm thanh mà chúng ta nghe mà chúng ta không bị quán đó, không chịu quán đó, thì thường thường quý vị biết rằng gọi là tích trữ là gì? Tích trữ là cái nghiệp tham ái từ trong cái lỗ tai chúng ta, mà chúng ta gọi là lỗ nhĩ, nhĩ môn, lỗ môn, lỗ nhĩ thức, lỗ nhĩ thức, cảnh cảnh chót động lực hay là chót na cảnh, là có tham ái ở trong mắt tai mũi lưỡi mà chúng ta mỗi ngày chúng ta tích trữ như vậy, và đưa đến trong tương lai là đưa đến sanh hữu trong cõi ngũ dục, là có lỗ tai để nghe cái cảnh thinh dục. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được mắt cũng có tích lũy, nó cũng có tích trữ, nó cũng sẽ đưa đến sanh hữu trong tương lai. Nên khi mà có ái thì nó sẽ có thủ thì có hữu, là như vậy. Có nghĩa là chúng ta có tích lũy cái nghiệp tham ái từ nơi cái lỗ tai, hay là từ nơi con mắt, từ nơi lỗ mũi. Như vậy thì mỗi ngày mà chúng ta không có tu đó, là chúng ta tích lũy, chúng ta tích lũy. Nên thường thì quý vị biết rằng Đức Phật kể đưa đến cái thí dụ đó, một cái người bắt đầu quả tu đồ quần đó, họ từ bỏ cái sự sanh hữu đó, giống như cát đó, từ cái lòng sông mà nó trôi ra biển cả đó. Cát với lòng sông nó rất là nhiều quý vị, một ít còn lại đó giống như là cát ở trong cái nắm tay thôi. Một vị tu đồ quần đó, cái sự khổ đau luân hồi 7 lần đó, nó còn ít như là cái cát trong trong cái bàn tay của mình nắm lại. Còn cái cát mà từ bỏ đó, cái sự hồi mình từ bỏ giống như cát ở trong lòng sông và đi ra biển cả, rất là nhiều cát ở dưới dòng sông đó như thế nào. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái sự tích lũy hay tích trữ cái tham ái trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân hay trong tâm, thì sự tích lũy đó được gọi là tích lũy từng ngày của chúng ta. Nên thường quý vị thấy những cái thí dụ trong vi diệu pháp đó, những cái dục triền, ái triền đó, những cái đó đó là những cái sự ngâm tẩm, những cái ngũ dục đó được gọi là những cái gì nó nhận chìm, nó ngâm tẩm, giống như một cái nút bần mà được ngâm trong chai nước mắm, dù chúng ta làm cách gì thì cũng khó mà nó hết cái hơi nước mắm. Nó phải được làm với cái thời gian rất lâu dài thì cái hơi nước mắm ở trong cái nút bần nó mới hết được. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta hiểu được cái sự tích trữ tham ái trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, hay là trong mắt, hay trong cảnh sắc, trong nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, thì những cái điều đó đó nó có những cái tham ái mình gọi là những cái phiền não, tìm
trì miên đó, những cái phiền não tiềm tàng ở trong các cái giác quan của chúng ta. Nên khi mà tu tập đó thì cũng phải tu tập rất lâu và tinh tấn nỗ lực rất là nhiều, chứ không thể nào mà dễ dàng. Như vậy thì chúng ta thấy đối với miệng và cái lưỡi chúng ta và cảnh bị đó, mình gọi là thiệt căn với cảnh bị, là những cái vật thực mà chúng ta ăn đó. Nên mà khi chúng ta ăn quen rồi, đừng có nói gì, mình ăn cơm đồ quen, mình qua bên Tây đó mình ăn bánh mì hay là ăn cái này cái kia nọ đó, mình không quen. Mình không quen á, thì mình nhớ không rất là nhiều. Thì những cái điều đó nó cũng cho mình thấy rằng á, khi mà mình bị tham ái rồi đó, dù là có vật thực để mình ăn nhưng mình vẫn nhớ vẫn nhớ cái cơm mình đã từng ăn mà ăn từ nhỏ, ví dụ như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với mũi, ngửi hơi mùi cũng vậy. Cái mũi chúng ta đó, ngửi mà chúng ta gọi là cảnh khí đó, những cái mùi thơm, những mùi tôm, mùi thúi nào, thậm chí chúng ta thấy những người mà họ ăn đậu hũ thúi đó, đậu hũ mà để cho nó bốc mùi lên, có những cái đất nước họ làm những cái loại vật thực này. Nhưng mà cũng có nhiều người khi mà họ ăn rồi cả 5-10 năm họ không có ai bán cho họ ăn đó, họ gặp lại cái đó đó, họ nhớ nhung. Thành ra cái hơi mùi đó đó, đối với họ, hay là chúng ta nghe những cái loại vật thực, những cái loại thịt xung khói, hay là những cái loại thịt, những cái loại mà nó để người ta để cho nó có giòi ở trong đó, nó bốc lên mùi như vậy. Nhưng mà những cái đồ ăn đó đối với họ là những cái mùi mà họ rất là thích. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là những cái gì mà chúng ta cần phải hiểu. Vì nếu chúng ta không hiểu đó thì chúng ta không biết rằng cái vật thực này đối với chúng ta là thích nhưng mà đối với người khác không thích. Bởi vì thường thường cái nào xúc nó duyên cho thọ cái gì, xúc nó duyên cho thọ, và cái thọ nào hoài thì đó nó sẽ duyên. Nên khi mình ăn uống vậy, chúng ta thấy nghe cũng vậy, chúng ta thấy nghe mà cái gì mà chúng ta xúc chạm với cái đối tượng nó nhiều và cái thọ nó sanh lên những cái thọ đó nhiều đó, thì cái ái nó cũng tăng trưởng theo thời gian. Chúng ta hiểu như vậy, và khi chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta biết rằng chúng sanh nào cũng vậy, mà còn luân hồi đó, còn cái tham ái. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với đạo Phật á, một cái người tu đó không phải là bị ăn chay, hay là không phải ăn dừa, hay phải bông thọ, hay là không phải uống nước lạnh, mình gọi là tu đâu quý vị. Cái mục đích của lời dạy của Đức Phật á, cái sự tu là cái sự diệt trừ tham ái ở trong cái vật thực, ở trong cái vật thực mình ăn đó. Mình làm sao mình biết được cái vị ngọt, thưa vị, lúc này đường truyền của Thượng Tọa Pháp Đăng cũng như chư tăng người đạo đôi lúc gặp trở ngại, chúng ta ghi nhận. Trong lúc chờ đợi Thượng Tọa Pháp Đăng trở lại, chúng tôi giờ muốn chia sẻ với quý vị một vài điều. Trong cái hướng tu của người Phật tử nhất thì chúng ta tạm chia ra là có hai cái phương thức, và cả hai phương thức đều được Đức Phật dạy. Một cái phương thức đó là chúng ta tu tập qua cái khái niệm tức là khái niệm chi tiết là có chúng sanh, rồi có nam có nữ, rồi có tiên có đế thích, rồi có người và người phước ít người phước nhiều. Thì cái cách tu mà thấy chúng sanh là chúng sanh thì cái đó dễ cho chúng ta buông tu tứ vô lực tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhưng mà để phát triển về trí tuệ và phát triển về trí tuệ được thì chúng ta không có nhìn chúng sanh là chúng sanh,
mà chúng ta nhìn chúng sanh đó là đau bụng, 12 xứ, 18 giới, 18 giới, 4 trẻ vân vân. Thì cái sự quán xét mà về 6 xứ ở đây cũng là một cách mà để thắp sáng cái tuệ giác, nó hơi khác biệt một chút. Bởi vì Phật giáo Đại Thừa đó thì cũng nhấn mạnh nhiều hai cái yếu tính là đại bi và đại trí. Đại bi là sự thương xót của chúng sanh đau khổ, và đại trí là hóa giải những cái kiến chấp, những sai lầm, gọi là cảm giác về cái gọi là người, cái gọi là ta vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta đào sâu vào những cái này thì mình thấy nó hơi lạ, đôi khi rất là lạ. Thí dụ như đó là sáu xứ, một con người bình thường của chúng ta đó, thì chúng ta hay có một cách nhìn là tôi là anh, gọi là nhân ngã bí thử, tôi là một tu sĩ, quý vị là một cư sĩ, tôi là một vị người giàu có, còn những người kia những người nghèo vân vân. Cái tôi cái tha đó nó sẽ không có chỗ đứng khi mà chúng ta tu tập thiền cái niệm xứ, và chúng ta quán về nhãn dĩ trí thiệt thân ý, và chúng ta biết rằng đó là sáu môn, đó là sáu cửa ra vào của cuộc sống, và sáu cái nơi mà sản sinh ra vô số những cái hệ lụy, nào là vui buồn sướng khổ, đủ chuyện là từ sáu cái đó mà ra. Khi mà chúng ta nhìn thấy những cái hệ lụy trong cuộc sống nó đến từ con mắt, từ tai mũi lưỡi thân ý, thì bắt đầu chúng ta có mang máng là có thể nhận ra được là còn có cái phương cách giải quyết. Còn nếu đau khổ nó chỉ là một cái chuyện mà đoạn đường đứt ruột, giống như trong Trần Kiều mà nói đó, luôn luôn là than thân trách phận rồi đánh liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo sẽ phần về đâu vân vân, thì tất cả những cái nhìn đó đôi lúc than thở thì được, nhưng mà nó không giúp cho chúng ta thoát khổ. Muốn thoát khổ thì chúng ta phải thắp sáng tuệ giác bằng cách là nhìn thẳng, nhìn rất thẳng, rất thật vào đời sống của mình. Ví dụ như sáng hôm nay chúng tôi đang đi ở trên một con đường trời nắng rất đẹp, và những cái hoa bằng lăng ở tại Houston đang nở rộ rất là đẹp. Cảnh đẹp một buổi sáng và con đường đầy hoa bằng lăng đó, và con mắt đó, nó có thể tạo cho mình một cảm giác là mình đang sống hạnh phúc. Để xin lỗi, phép thì tổ pháp đang trở lại không? Nếu thì tổ pháp đang trở lại, xin thì tổ có nghĩ lên tiếng đang tiếp lời của thì tổ. Dạ, khi nào thì tổ nói được thì xin. Nhưng mà thưa quý vị, cái gọi là cảnh sắc, con mắt, nhãn thức và những cái ưa thích mà liên quan tới cảnh sắc đó, nó chợt đến và chợt đi. Ví dụ như chúng tôi đang lái xe và chúng tôi nhìn thấy một hàng cây hoàng anh nở hoa rất là đẹp, và nó xuất hiện đập vào trong mắt của chúng tôi khoảng chừng 5 phút, 10 phút. Mình cảm tưởng như là nó hiện diện mãi mãi như vậy không. Dạ, nó chỉ xuất hiện trước con mắt mình chỉ vài phút thôi, mà có thể mình đem cái hình ảnh đó vào lòng mình, nó sẽ lưu lại trong lòng mình một hai ngày, một giờ hai giờ, nhưng mà rồi nó cũng sẽ vô thường tan biến. Nhãn vô thường và con mắt vô thường và cái cảnh sắc cũng vô thường. Mùa hè thì hoa còn nói lỡ đi nở, nhưng mà rồi tới mùa thu thì nó không còn nữa. Nói chỉ mùa đông thì chúng ta thấy rằng cảnh sắc cũng vô thường, con mắt cũng vô thường và nhãn thức cũng vô thường. Thì nếu chúng ta nhìn kỹ, cuộc sống nó là những cái mảnh vụn, là những cái mảnh ráp, là những cái mảnh vụn mà nó ráp lại với nhau, nó tạo nên một bức tranh và cái gọi là sự sống và sự hiện hữu. Ở trong sự sống đó thì chúng ta phải hiểu
như lời Phật dạy tại đây, là cái gì cần được liễu tri, cái gì cần được đoạn trừ, cái gì cần được chứng ngộ và cái gì cần được tu tập. Nếu trong cái mớ hỗn độn đó mà chúng ta không biết thì thứ vị rất là tội nghiệp. Cũng giống như một người nấu một bữa ăn mà lấy rau cải ra cắt và không biết là cái nào là cái giữ lại, cái nào cái bỏ đi, cái già cái non đều không biết, cái ăn được ăn không được cũng không biết. Hay là giống như một người làm vườn mà ra ngoài vườn mình nhìn thấy một khu vườn không biết là cái loại cỏ dại nào phải nhổ đi để giữ những cái rau như rau sam, rau diệu, rau trai mà có thể ăn được như vậy. Đối với chúng ta tất cả đều giống nhau thì cái đó cũng là một điều rất là tội nghiệp. Tại vì sao vậy? Các pháp thấy như vậy chứ nó không giống nhau. Yeah. Thì từ cái ảo giác tôi là thế này, tôi là thế kia, cái tôi đó đó thường là nó quơ đũa cả nắm. Cái tôi đó là cái nhìn rất là chung chung. Cái tôi đúng cái gì á, nó không nói hết thật sự. Cái bản chất ở đây nó phải là chuyện tốt và chuyện xấu. Vì cái tôi mà ở đây chúng ta thấy rằng cái gọi là tôi là ta đó, nó là một cái tập hợp của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Từ mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, Đức Phật gọi là sáu cái đại sứ. Chữ sứ thì chữ action, sáu đại sứ. Thì sáu đại sứ này đó, nó tạo ra màu muôn vẻ muôn mặt của cuộc sống và làm cho chúng ta sống, làm chúng ta sống được sống phù du. Nhưng mà nếu chúng ta khéo nhìn và biết nhìn, thí dụ một hành giả tu tập từ sáng đến chiều, biết đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, rồi cảnh sắc, con mắt, nhãn thức kết hợp với nhau, nó sinh ra cảm thọ, và cảm thọ nó tạo nên ái, và nó tạo nên ái là dính mắt. Thì bệnh ở đâu thì phải chữa ở đó. Dạ, phiền não sanh ở đâu thì chỗ đó cần được nhận thức. Và chúng ta thấy rằng một cái bản chất rất là tự nhiên của sắc thinh khí bị xuất phát đó, là nó làm cho chúng ta vướng mắc. Dạ. Ví dụ như ở trong đời chúng ta không từng ăn một món ngon thì thôi, nhưng mà đã ăn rồi thì từ đó về sau cứ mong rằng mình được tiếp tục ăn món ngon nhiều. Ái sanh khởi. Rồi chẳng những ái sanh khởi đối với cái gì mà mình thích, cái gì mà lưỡi nếm được vị ngon, chúng ta gọi là ngon. Rồi chúng ta còn mong đó có trong tương lai cái này và đừng có cái kia, thì cái đó nó sanh ra cái hữu ái và phi ái. Nếu mà không có muốn cái này thì chúng ta không có từ chối cái kia. Mà do từ chối cái kia có nghĩa là chúng ta muốn cái này. Và cái hữu ái và phi hữu ái đó, nó cũng là một cái vị của chúng ta giống như là dung ái vậy. Một người sống ở trong một căn nhà thoải mái quá, hay đến nhà người bạn thấy cái nhà người bạn đẹp quá, cái đẹp mà đập vào trong mắt mình đó là dung ái. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng làm sao để mà mình có được cái, làm sao để mà mình có được cái nhà đó, và làm sao để có được cái nhà đó phải bỏ cái nhà kia, thì cái bây giờ dục ái và của ái là tăng trưởng. Có người của chúng ta thì bị nó tương tự như là trong một cái căn bệnh mà được sanh khởi, nó có căn, nó có gốc, nó có nguyên nhân, chứ không phải là nó tự nó sanh ra rồi không lý do gì hết. Ở đây thì phần đông chúng ta ít có bao giờ để ý thấy phương diện này. Nên chi khi mà chúng ta khổ đó, mà mình cảm thấy rất là bối rối, không biết là cái khổ của mình khổ đến từ đâu. Dạ, đến từ đâu mà khổ. Đức Phật này dạy chúng ta là bằng cách nào đó, đó là trong sự tu tập mà chúng ta có khả năng nhìn thấy cái vận hành các giác quan. Dạ, các giác quan là thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Khi mà chúng ta thấy được cái sự sự hoạt động của các giác quan thì
Pháp đồ chúng ta nhận ra rằng cuộc sống đó là những mảnh rời được ghép lại, và những mảnh rời đó nó đều có cái bản chất, nó đều có nguyên nhân, nó đều có cái khả năng thoát đi và có con đường dẫn đến sự vượt thoát. Thì như vậy cái nhìn của chúng ta tương đối là thông thoáng. Chúng ta có vẻ tìm ra được một cái phương cách để xây trở, chứ không phải giống như một người nghèo. Và cái người nghèo với người giàu khác nhau là đôi khi những người mà biết làm ăn thì họ cũng bắt đầu tay trắng rồi, nhưng họ biết làm ăn rồi thì họ biết cách xây trở, và từ xây trở nó dần dà đó họ có cái định hướng rõ ràng. Còn cái người không biết làm ăn thì nghèo thì than, nghèo thì sống khổ sống, nhưng mà rồi cả đời cũng biết xây sở là mình phải giải quyết cuộc sống ra thế nào. Thành ra một khi mà chúng ta có ý thức của sự tu tập thì chúng ta bắt đầu cái khả năng nhận diện, quan sát ở cái mức độ mà chúng ta tạm gọi là tương đối tốt, tương đối chính xác, tương đối rõ ràng về mình là ai, ta là ai. Ở đây đó chúng ta không còn có cái hy vọng của tôi, chúng ta không gọi đó, chúng ta nói rằng tôi là người xuất thân từ gia đình thế gia vọng tộc, tôi là vị pháp sư, tôi là vị thiền sư, tôi là người được thế này, tôi là được thế kia. Mà lúc bây giờ người được kia thấy đây là mắt, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân, quý vị không nghe được hả? Thì quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, thượng tọa tiểu sư nói hôm nay thượng tọa nghe không được. Dạ, chắc bây giờ để thượng tọa đang thượng tọa có trở lại cặp biết nói thì không? Nếu thượng tọa trở lại cặp biết nói thì xin thỉnh thượng tọa. Và dạ, sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận. Dạ, thỉnh thượng tọa. Thì cái bài học hôm nay cũng chỉ cho chúng ta để chúng ta có cái một cái tự mình suy xét lại, tự mình suy xét lại tất cả những cái khổ đau trên cuộc đời này, thì nó cũng từ những cái sự tham ái mà nó gọi là nung nấu chúng ta đối với cảnh vừa lòng, đối với mắt, đối với cảnh sắc, đối với nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, rồi cái sắc ái. Đối với tai, đối với cảnh thinh, chúng ta có sự suy xét, nghĩa là cái phiền não nó đó thì từ lỗ tai và cảnh thinh, rồi từ lỗ mũi và cảnh khí. Lỗ mũi chúng ta hửi hơi mùi, rồi cái hơi mùi đó chúng ta ưa thích. Rồi miệng chúng ta đối với cái vật thực, cái đồ vật thực mà chúng ta ăn uống, thì chúng ta thấy rằng cái sự ăn uống đó đối với mọi người đó thì mình thích ăn cái loại vật thực nào, uống loại vật thực nào. Cho đến những người khoa học họ cũng nói rằng do cái thỏ đầu mẹ mình ăn và cho mình bú sữa, rồi những cái men ở trong bao tử mình đó, những cái loại men sinh khởi từ đầu tiên đó, do vật thực mình xúc chạm vào cái bao tử của mình đó, nó cũng là làm cho mình quen thích cái loại vật thực đó. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta nghe Đức Phật ngày giảng rồi đó, thì chúng ta biết rằng những cái đó là những cái hệ lụy, và không phải ở đời này mà nó nhiều đời rồi. Bây giờ chúng ta hãy nỗ lực để nhổ lên những cái vị ngọt mà chúng ta ưa thích. Nếu mà chúng ta cứ để những vị ngọt, những cái tham ái, thì chúng ta cũng thấy rằng những cái tham ái nó chỉ thiêu đốt mình, dù mình ở cái lĩnh vực nào, nghèo hay giàu, người hay chư thiên thì cũng như vậy thôi, chứ cũng không khác gì. Rồi chúng ta thấy như là thân, sự xúc chạm của thân, như thân có cảnh xúc. Cảnh xúc là cái vật gì đó mà nó đụng vào thân chúng ta. Như vậy thì thân thức, thân xúc hay là thân thọ hay là xúc ái đó, nó sanh khởi. Thì chúng ta biết rằng những cái điều đó đó là muôn thuở. Và Đức Phật ngày dạy cái người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Và như vậy thì Đức Phật ngày dạy mình cũng phải hiểu đúng như vậy thôi. Dù là mình có gia đình nhưng mà mình không có phạm tội tà dâm, nhưng mình biết rằng cái này
là cái hệ lụy, và những cái hệ lụy này đó rất là nhiều kiếp đau cho mình đau khổ. Nên thường thường quý vị cũng thấy nhiều cái câu chuyện mà những cái vị tỳ kheo mà bị những cái phiền não rồi bỏ ăn bỏ uống nghĩa nọ, chúng ta cũng vẫn thấy được. Dù là những vị đó xa, nhưng mà nếu mà không vứt bỏ được thì cũng bị hệ lụy, bất luận là loài nào cũng vậy thôi quý vị. Tại nó Đức Phật ngày nói rằng cái vị ngọt đó, mà ngài biết được tất cả những vị ngọt nào từ trong cái thân, cái cảm xúc, ngài cũng đều biết tất cả. Và ngài dạy chúng ta đó, nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái vị ngọt đó là như vậy. Khi mà nó vừa lòng mình thì mình tích lũy tham ái. Khi tích lũy tham ái đó thì do cái sự chấp thủ ngũ quẩn, mình gọi là sắc quẩn là ta. Những cái gì mà mình đụng chạm như vậy đó thì mình ưa thích nó, mình gọi là ta ưa thích nó, ta chấp thủ nó, ta phải có nó. Như vậy thì đó là những cái mà chúng ta phải tích lũy từ mỗi ngày như vậy đó, đưa đến cái sanh hữu trong tương lai. Chính cái ái á, ái đưa đến thủ gì? Thủ rồi đến lúc mà chúng ta tái sanh đó, thì gọi là hữu. Thủ là chúng ta ưa thích, rồi hữu là chúng ta tái sanh. Dục hữu là chúng ta sanh vào cõi dục, sắc hữu chúng ta sanh vào cõi sắc, vô sắc hữu chúng ta sanh vào cõi vô sắc. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái ái đó rồi nó đưa đến thủ đó là nó dồn nén trong cái thời gian, trong cái sự sống của chúng ta mỗi ngày mỗi phút mỗi giây như vậy, và cái sự tích lũy nó đưa đến sanh hữu trong tương lai. Nghiệp bảy chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp hữu đó. Nghiệp là nghiệp hữu. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn đoạn tầng khổ đau này đó, thì chúng ta biết càng ngày đó thì chúng ta sống đó, chúng ta càng nhiều cái sự khổ đau. Nhất là khi mà lúc này chúng ta thấy những cái bệnh dịch như vậy, nhưng mà chúng ta còn nghe những nhà khoa học nói rằng có nhiều loại vi khuẩn còn kinh khủng hơn nữa. Chúng ta thấy như ngày nay Ấn Độ họ tìm ra cái loại vi khuẩn cũng ở trên con dơi, họ báo rằng nếu có loại vi khuẩn đó thì nó còn ghê gớm hơn nữa. Nên khi mà chúng ta hiểu rằng chúng ta lúc nào cũng lo âu sợ sệt, nhưng mà cái đó là do chúng ta chấp thủ những cái tham ái, chấp thủ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Và khi chúng ta thấy cái gì đụng chạm đến mình á, cái gì tổn hại đến mình á, thì mình lo âu sợ hãi. Chúng ta làm sao mà chúng ta thấy được không có kiếp nào mà chúng ta không có lo âu sợ hãi. Vì chúng ta sanh làm người đó thì mỗi kiếp đó, chúng ta thấy như là những cái loài khủng long, những cái thời gian mà cái địa đại này thay đổi, những loài khủng long cũng bị diệt vong, cũng tận diệt á. Dù là những cái loài hung dữ bạo tàn nào đó, to lớn loại nào đó, thì nó cũng phải sanh phải diệt thôi. Và cái sự sanh diệt đó nó cứ đưa đến sự sanh diệt trong tương lai, cứ vậy hoài. Mà Đức Phật nói rằng muốn thoát khỏi đó thì chúng ta cần phải hiểu biết đó là cái chánh kiến, và chúng ta suy nghĩ thật nhiều về cái vị ngọt mà cuốn lôi chúng sanh, gọi là cái tư duy, chánh tư duy. Rồi chúng ta có những cái lời nói đúng đắn là chánh ngữ. Rồi chúng ta nuôi mạng cho đúng đắn là chánh nghiệp. Rồi làm cho thân nghiệp hiền thiện, khẩu nghiệp hiền thiện. Rồi chánh mạng là chúng ta nuôi mạng sống. Rồi chúng ta gìn giữ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Như vậy á, thì con đường bát chánh đạo từ chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định để phát huy cái sự vượt thoát của chúng ta. Chúng ta tu được một chút á, là chúng ta có một cái ý hướng thoát ly. Cho đến khi mà chúng ta làm phước và chúng ta nguyện để thấy chứng ngộ được niết bàn đó, nó cũng là nhân là duyên quý vị. Nó là những cái chủng tử, nó là những cái nhân quả để vượt thoát luân hồi. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng một cái người mà thấy được sự luân hồi sợ hãi đó, chúng ta nguyện thì những cái điều đó nó là những cái nguyên nhân để Đức Phật ngày suy xét, ngày thấy chúng ta muốn chứng ngộ niết bàn thì ngày thuyết giảng với chúng ta. Đó là những cái điều mà ít nhiều đó chúng ta hiểu rằng từ cái sự hiểu biết chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, rồi chánh trí, rồi chánh giải thoát. Từng tự những cái sự này sinh khởi đó, nó cũng đều là có nhân có duyên. Bởi vì thường thường chúng ta nói nhân duyên đó là những cái điều kiện, những điều kiện mà khi mình sợ hãi luân hồi rồi thì mình có cái tâm tạo phước để thoát ly luân hồi. Rồi từng tự chúng ta tái sanh lại những cái kiếp mà nó thuận lợi hơn, thì chúng ta cũng thuận lợi trong việc tu tập,
gần gũi bậc thánh, thì chúng ta thuận lợi trong ngồi yên để tu tập. Và những cái điều thuận lợi đó nó tích lũy giống như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng tràn đầy vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới nỗ lực để nỗ lực tu tập. Và chúng ta luôn luôn lúc nào đó mà mình khổ đó, thì mình cũng suy nghĩ rằng cái khổ đế đó, Đức Phật thì nói đó là sự thật, muôn thuở là như vậy, nó không phải là kiếp này chúng ta khổ như vậy mà kiếp trước chúng ta không khổ. Chúng ta thấy không có kiếp nào sanh làm bất luận một con vật nào đó, nên thường thường là những cái mình coi những cái tuồng hát, những cái bộ phim người ta gọi là người giàu cũng khóc, thì mình thấy rõ ràng người giàu họ cũng khóc vậy, họ cũng gặp bao nhiêu cái bất toại, không phiền toại đối với họ, tuy là họ giàu như vậy nhưng mà họ cũng bao nhiêu cái sự khổ. Thành để chúng ta nghe thì chúng ta hiểu được, và chúng ta có cái sự hiểu biết về khổ đế là như vậy. Và chúng ta biết rằng tất cả những cái điều này nó hình thành đều là tập đế lòng tham của chúng ta. Và chúng ta tham trong mắt, trong cảnh sắc, trong tai, trong cảnh thinh, trong mũi, trong cảnh khí, trong miệng, trong cảnh vị, trong thân, trong cảnh xúc, trong tâm, trong cảnh pháp. Những cái điều đó nó là tham ái tích lũy từng chút từng chút, chúng không thấy nghe ngửi nếm đụng của mình đó. Thì bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác chút xíu, mình coi coi tại sao mình thấy cái này mình vui, mình nghe cái này mình vui, mình ăn cái này mình vui, khi mình buồn đó mình coi tại sao mình không được thấy cái đó, không được nghe cái đó, không được ngửi, không được ăn cái đó. Nhiều khi mình buồn thì mình hiểu rằng những cái cảm thọ nói vậy đó, những cái cảm thọ mất và được đó, nó đều là như vậy. Lúc mà được đó, thì mình vui vẻ, lúc mất đó, mình đau khổ. Lúc mà có thì mình vui mừng, lúc không thì mình đau khổ. Nó là muôn thuở như vậy, chứ không có phải là kiếp này nó như vậy. Không phải là mình là người vậy và người khác không phải là vậy. Tất cả ai cũng đều như vậy hết. Dù là người nghèo, người giàu, đến những người thông minh, tài hoa, nhưng mà cũng là như vậy thôi, chứ không có thể nào thoát khỏi. Chỉ có những bậc thánh đoạn trừ phiền não, các ngài có cái chỉ quán, các ngài đã từng tu tập phát triển cái chỉ quán theo phương pháp tu tập mà Đức Phật ngài nói, từ chánh kiến cho đến chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tăng, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, họ trở thành vị thánh tu đù quần, phát triển được năm căn sung mãn như là tính căn và lòng tin với Đức Phật. Tấn căn là cái sự nỗ lực trong cái lời dạy của Đức Phật để đoạn trừ những cái tham ái từng chút như vậy. Tính căn, tấn căn rồi niệm căn là có cái sự ghi nhận, chánh niệm biết rõ. Để có định là để cho tâm mình trên cái đề mục suy tư, không có bị tâm bị tán loạn. Tuệ căn là mình thấy từng chút trong cái sự đau khổ hàng ngày, trong cái sự vừa lòng không vừa lòng mình hàng ngày mà mình tỉnh ngộ được, mình thấy biết được, mình hiểu được cái đâu là cái vị ngọt, đâu là nguy hiểm và đâu là xuất ly. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy như Đức Phật thì nói rằng tất cả những cái vị ngọt nào trong mắt chúng ta, ngài đều biết hết. Ngài biết tại vì ngài thấy được á, là trong cái vị ngọt là cái vị vừa lòng mình đó, ngài biết được lúc đó có tham ái. Trong cái nguy hiểm nào đó ngài cũng biết được. Bởi vì chúng ta có cái gì rồi mất cái gì, có là chúng ta có cái mất cái đó đi thì chúng ta cũng biết, cũng biết nguy hiểm, và chúng ta biết cái sự xuất ly là chúng ta đừng dính mắc nó nữa, và chúng ta hãy rũ bỏ nó, đừng nghĩ rằng sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là ta, là của ta, hay là tự ngã của ta nữa. Chỉ có như vậy đó, từng chút trong cái sự tu tập, lúc được lúc mất á, nhưng mà cố gắng mình tu tập, cố gắng mình tu tập như vậy, và cái sự tu tập đó đến lúc nào mà thuần thục, lúc nào đó mình liên tục quán xét, liên tục thấy rõ, biết rõ như vậy, vui buồn mình biết tại sao vui, tại sao buồn. Bởi vì thường thường chúng ta thường lúc vui chúng ta vui quá mức độ, lúc chúng ta buồn quá mức độ, và làm sao chúng ta biết được cái sự vui, tại sao được được là vui, không được là buồn, được danh thì vui mà mất danh thì buồn, được lợi thì vui mất lợi thì buồn, khen thì vui mà chê thì buồn. Chúng ta thường sống vui buồn với tám quận giá đời đó. Ngày nào đó chúng ta hiểu tám nguồn giá đời đó, chúng ta biết được cái vui buồn nó từ đâu, thì chúng ta không có để sự vui buồn đó nó não loạn cái tâm tư của chúng ta. Chúng ta biết rõ từng chút vị ngọt, từng chút cái nguy hiểm, và từng chút để chúng ta vượt ra khỏi gọi là xuất ly. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị,
Cái bài học hôm nay thì cũng rất là nhiều những cái điểm rất đặc biệt và bị sực soạt té lên té xuống nên nó cũng rất là khó khăn để trình bày liên tục mà quý vị để hiểu liên tục nó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy ngồi lại một chút xíu để suy tư về lời dạy Đức Phật bằng mắt và suy tư đến cảnh sắc, rồi nhận thức, nhận xúc, nhận thọ, rồi sắc sắc ái, rồi đối với mắt. Chúng ta suy tư chút xíu vậy, dù chúng ta có nghe nhưng mà chúng ta có tuệ văn rồi, chúng ta phải có tuệ tư. Cái tuệ tư là chúng ta cần phải có cái sự suy nghĩ cho thật nhiều, để lúc nào đó chúng ta tu tập được một chút như vậy đó, thì chúng ta cũng tích lũy thiện nghiệp, tích lũy cái minh và cái trí thoát ly. Chứ còn không có cái minh và cái trí để thoát ly đó thì chúng ta cũng không có thể nào giác ngộ giải thoát được. Chút nghe, chút học, chút hành như vậy đó để làm duyên giác ngộ giải thoát. Kính bạch với ngài, thưa quý vị, cái thời Phật thoại hôm nay đến đây con cũng nghỉ vừa để cho chư tăng thảo luận. Bây giờ thì con xin kính dâng Phật Phật báo công đức đến với ngài, chỉ Phật báo đến quý vị, hồi Phật báo đến chư thiên. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ và thỉnh ngài thượng tọa giác đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận. Sa thú kính trình thượng tọa Pháp Đăng. Bạch thượng tọa từ xíu, thượng tọa có nghe được không? Nếu được kính trình thượng tọa cầm mic để trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, bạch thượng tọa từ xíu, chúng ta nghe bài kinh này về sáu về sáu xứ, nhưng mà chúng ta nghe đâu đó đó phản phất về sự khổ, nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Và chúng ta cũng nghe phản phất đâu đó đó là về xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Thì tôi hoan hỷ cho biết là qua bài kinh này thì chúng ta thấy sự liên hệ như thế nào giữa tứ đế và giáo lý duyên khởi, giáo sĩ thập vị nhân duyên. Xin kính thỉnh ngài tọa. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi không nghe hết cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng, làm sao chúng tôi biết được, chúng tôi trả lời. Mới nghe có chút thì nó đã ngưng rồi. Dạ, xin để truy qua khi post chụp câu thảo luận số 1. Cảm ơn quý vị. Như vậy thì chúng tôi sẽ trả lời theo cái câu thảo luận một. Ở đây thưa quý vị, trong bài kinh này trước tiên là Đức Phật ngài đối đến
cái sự có mặt của sáu xứ và đó là gốc để cho nó phát sinh cái mà chúng ta gọi là thập nhị duyên khởi. Từ cái sáu xứ đó mới phát sinh được sáu thức. Sáu xứ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Do duyên sáu xứ và sáu ngoại xứ sắc thinh khi bị xuất phát căn cảnh thì phát sinh lên thức, và sự hội nhập của căn cảnh thức thì gọi là xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Nếu mà chỉ thấy vị ngọt của cảnh sắc phân vân thì bị ai trước hệ lụy tham đắm nên quẩn đến tích lũy tích trữ trong tương lai, và cái sự khổ đó kéo dài. Thì ở đây nằm ở trong cái ý nghĩa gọi là duyên khởi. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng Đức Phật không có dừng lại ở chỗ duyên khởi, duyên sinh. Vì sao vậy? Nếu như Ngài chỉ tuyên bố cuộc đời là đau khổ qua thập nhị, qua nhị, thập nhị xứ, nội xứ, ngoại xứ hay ngũ uẩn, mà không đưa ra một cái lối thoát, thì như vậy không phải là đạo Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật đã trình bày trước về cái vấn đề duyên khởi đó rồi đó, sau đó Ngài cho biết cái mấu chốt ở chỗ là bắt đầu có trí tuệ thấy dư thật đối với nội xứ, ngoại xứ, đối với sáu xúc, sáu thọ, rồi ái, thì cái thấy đó, cái biết đó gọi là chánh tri kiến. Và khi có chánh tri kiến thì mới có chánh tư duy, bắt đầu nó hiển lộ cái con đường chánh đạo, là cái giai đoạn giữa. Và cái giai đoạn của cái bài kinh này là Đức Phật này dạy rằng trong tất cả pháp ấy có những pháp cần phải biết là những pháp biến tri, có những pháp cần phải biết là pháp cần đoạn trừ. Pháp cần đoạn trừ ở đây tức là vô minh và ái.
Rồi có những cái pháp cần phải tu tập, đó chính là chỉ và quán. Và khi mà có tu tập chỉ quán thì mới đưa đến pháp cần phải chứng ngộ, tức là minh và giải thoát. Thì như vậy rõ ràng là ở đây đó, trong bài kinh này cho ta thấy rõ cái thập nhị duyên khởi về tứ đế, đó là một cái quá trình có cái duyên đới với nhau, chứ không phải là chỗ này giảng về duyên khởi rồi chỗ khác giảng về tứ đế rời rạc. Vì trước đây chúng ta chưa có đọc về kinh này, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là chân lý tứ đế và thập nhị duyên khởi là tùy theo cái pháp môn mà Đức Phật ngài thuyết. Có khi chỗ này thì ngài thuyết tứ đế, có khi chỗ kia ngài thuyết thập nhị duyên khởi. Nhưng không, thưa quý vị, ở về cái này chúng ta thấy có sự liên lạc với nhau, là vì dẫn nhập từ cái pháp nào đi nữa, như là thập nhị xứ, như là nội xứ ngoại xứ, sắc thinh khí vị xúc, nhãn xứ nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ, sắc xứ thinh xứ khí xứ vị xứ xúc xứ, bắt đầu từ đó nó diễn biến theo cái cách và duyên trợ, chúng ta gọi đây là duyên khởi, hay trong thập nhị duyên duyên. Rồi từ ở chỗ thập nhị duyên duyên đó, chúng ta không phải cuốn theo chiều gió đi theo cái vòng tròn sanh tử này, mà ngay chỗ thọ duyên cho ái đó, thì chỗ này một người tu tập họ nên biết rằng, nếu mà mình nhìn thấy cái cuộc đời này bằng cái lăng kính màu hồng, và chúng ta thấy cái vị ngọt, thấy cái vị ngọt của các dục thôi, thì như vậy chúng ta mới bị cuốn theo, bắt đầu ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử tiếp tục. Nó tái khởi của quẩn trong tương lai. Nhưng mà nếu mọi người biết tu tập thì họ bắt đầu thấy dư thật ái này đã sanh do cái gì? Nó sanh do xúc. Xúc sanh do gì? Xúc ái sanh duyên, ái do duyên thọ, thọ do xúc, rồi xúc thì do cái sự hiệp hội của căn và cảnh, hay nội xứ và ngoại xứ. Khi thấy biết như vậy đó thì mới bắt đầu có một cái trí tuệ sinh khởi để nhận được, nhận thức được trong những pháp đó cái gì là pháp cần phải biến tri, cái gì là pháp cần phải đoạn trừ, cái gì là pháp cần phải tu tập, và cái gì là pháp cần phải đắc chứng, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy cái sự liên đới một cách rõ ràng, nó không có cái gì mà nó rắc rối cho chúng ta cả. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu thảo luận số 1 mà từ tôi với Đảng vừa nêu nó một thời. Sao tôi kính chuyện thư tòa tự siêu. Xin được hỏi thư tòa tự siêu câu tiếp theo số 2.
Bạch Thị Thật Thị Siêu, ở trong bài kinh này có một đoạn nói rằng những tâm nhiệt não được đoạn tận, những thân khổ não được đoạn, những tâm khổ não được đoạn tận vẻ cảm thọ thân lạc và tâm lạc. À, chúng ta thường nghe ở trong sự tu tập đó là ngay cả các bậc A-la-hán, ngay cả Đức Phật thì vẫn còn có cái khổ thọ của thân. Nhưng mà ở đây khi mình đề cập đến cái sự tu tập mà dẫn đến việc khổ thọ của thân, khổ thọ của tâm á, thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Xin cái tình thiền tọa Hoa Kỳ trở lại. Thứ vị chừng chư thì tôi từ xưa không nghe được câu hỏi này. Ông giờ thấy thì tỏ rồi, cái tiếng tỏ từ xưa. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái quý vị có nghe được chúng tôi nói rõ không? Nãy giờ chúng tôi hoàn toàn không có đụng chạm gì đến cái bàn phím hết. Chúng tôi muốn xem trong chú giải để coi về cái chỗ mà thân nhiệt não với cái tâm nhiệt não đó nó có cái điểm gì khác hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta nói theo ở trong ví dụ pháp đó, thì thọ khổ tức là thân thức thọ khổ và thọ hỷ là cái tâm thọ là thân khổ, tâm khổ ở đây là ám chỉ cho cái tâm thân thức, thọ khổ và cái tâm sân thọ ưu. Nhưng mà trong trường hợp này thì cũng không thấy chứ. À, chúng tôi đang đọc chú giải tình cờ tôi mới thấy cái tên của cái bài kinh. Xin nói một chút xíu để cho tôi hồi nãy khi đọc bài kinh quý vị có chú ý không, tức là cái bài kinh này trong bản tiếng Việt của chúng ta là Đại Kinh Sáu Xứ, nhưng thực ra thì ở đây tức là kinh Đại Lục Xứ. Bởi vì cái chữ Maha Sala Chaitanika Sutta đó, ở đây Maha Sala Chaitanika Ti Mahanta Nang Chanang Ayatana Nang, Chu Tập Cần Thamma Priya Gia Nang, tức là chỉ cho cái pháp môn mà xiển minh
sư minh về sáu sáu xứ lớn, cho do chữ mahanta năng chan năng ayatana năng ở đây nó đồng cách đồng tấm đồng số, do đó cho nên chữ mahanta thì không thể nào mà để vào trong tiểu kinh được, là đại kinh được. Quý vị nhớ cái chỗ đó có chú giải rõ ràng. Ở đây có lẽ là thường thời gian đẳng cũng y cứ vào chú giải để giải thích cái chỗ đó, quý vị nhớ, chứ không phải là ở đây thường thời gian đẳng hay chúng tôi sửa cái tên của bài kinh đâu, mà chính vì bài kinh bị sai, cái tên dịch như vậy là bị sai, hiểu lầm, sẽ làm cho hiểu lầm. Bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề đó. Thì ở đây thưa quý vị, trong một đoạn kinh Đức Phật ngài nói, khi ấy khi vị ấy trú quan sát vị ngọt thì không bị ái trước hệ lụy thâm đắm, nên năm thủ quẩn đi đến tận diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy, ái mà đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia đó, ái ấy được đoạn tận những thân ưu não, được đoạn tận những tâm ưu não, được đoạn tận thân diệt não, được đoạn tận và những tâm diệt não, được đoạn tận những thân khổ não, được đoạn tận những tâm khổ não, được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Ở trong chú giải thì tôi không có tìm thấy giải thích cái chỗ này, nhưng mà ở đây nếu mà dựa cái mạch phân đó, dựa trên mạch phân thì chúng ta thấy rõ ở đây là ở đây dùng cái từ gọi là kajika, kajika daraha, kajika chetasika daratha, kajika santapa chetasika santapa, kajika brilaha chetasika brilaha. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng chữ thân và tâm trong trường hợp này là để chỉ cho cái gì là thức quẩn thì cái đó là tâm, còn cái gì là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn thì có đó nó thuộc về thân. Cũng giống như khi mà chúng ta đề cập đến tịnh thân tịnh tâm, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuận thân thuận tâm, chánh thân chánh tâm, thì chữ thân đó là chúng ta phải hiểu là ba cái danh quẩn thuộc về tâm sở, còn tâm đó là nó thuộc về thức quẩn. Chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa là sự tu tập có thể khiến cho chấm dứt khổ thân. Ở chỗ này chữ thân chúng ta không nên hiểu cái nghĩa là thân tứ đại. Bởi vì sao? Bởi vì nghi như thân của Đức Thế Tôn mà ngày hôm qua chúng ta có học một cái bài kinh là mảnh đá vụn đó,
thì cái thân của ngài còn chịu cả nghiệp ở trong nước, do đó cho nên thân của ngài cũng bệnh hoạn cũng đau nhức. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu thân và tâm nhiệt não được đoạn tận, thân và tâm khổ não được đoạn tận, thân và tâm ưu não được đoạn tận. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu là chỉ cho bốn chinh quẩn, chỉ cho bốn chinh quẩn. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ hiểu được cái lý lẽ của bài kinh, của đoạn kinh này. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu theo cái cách là khi mà tu tập như vậy đó, khi mà ái được đoạn tận như vậy đó, thì những thân ưu não, những tâm ưu não được đoạn tận, thì như vậy chúng ta lại cho rằng là nếu nói như thế thì Đức Phật đã đoạn trừ ái rồi, mà tại sao thân của ngài còn bị bánh đá ném đau đớn mà ngài phải nằm đó, ngài nhẫn kham nhẫn, ngài chịu đựng mặc dù tâm ngài không bị phiền não. Như vậy thì cái thân ưu não đó nó vẫn tâm tâm khổ vẫn 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 còn. Thì ở đây đó chúng ta cần phải hiểu, khi mà mình tu tập mà ái được đoạn tận thì những thân ưu não, những tâm ưu não cũng sẽ được đoạn tận, và những thân nhiệt não lại xài số nhiều không, những thân những tâm, những thân những tâm thì số nhiều đó là chúng ta phải hiểu những thân nhiệt não ở đây là chỉ cho ba cái danh quẩn, tưởng thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn kia, là ba cái là những cái thân, những cái thân nhiệt não, tức là chỉ cho bốn danh quẩn bất thiện. Chứ không phải là cái sự tu tập ở đây có thể khiến cho chấm dứt khổ của thân. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng, câu hỏi số 2 như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái chuyện Thượng Tọa Tổ Sư, mà Thượng Tọa Tổ Sư Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3 ở trong kinh Trường Pháp Luân đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến tứ đế, ngài nói ba luân 12 trường, tức là khổ đế cần được liễu ngộ, tập đế cần được đoạn diệt, diệt đế thì cần được chứng ngộ, và đạo đế cần được tu tập. Nhưng mà sao ở trong pháp này cũng đề cập đến cần được liễu tri, cần được đoạn diệt, cần được chứng ngộ, cần tu tập. Nhưng mà ví dụ như ở đây Đức Phật ngài không nói đến bắt cái đạo là pháp cần tu tập, hai pháp cần tu tập là chỉ hoặc là quán chẳng hạn, thì tôi quan hỷ cho biết một vài cái cảm nhận từ đó về sự khác biệt trong cái đoạn kinh này liên quan đến ba luân 12 chuyển trong tứ đế. Kính cũng xin thương tỏ. Nhưng mà chỉ có từ xíu thì có còn nghe được không? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cách nào Đức Phật ngài thuyết thì cũng ý nghĩa là như vậy. Chỉ có điều là
Ở đây chúng ta cần phải hiểu là khi Ngài thuyết về kiểu pháp luân đó, mà Ngài nói đến khổ đế là pháp cần phải biến tri, là Ngài nói tổng quan. Tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, diệt đế là pháp cần phải đắc chí, và đạo đế là pháp cần phải tu tập. Thì đó là những cái chân lý tổng quan về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, về đạo đế, không phải là cái pháp môn riêng biệt. Ngài chưa có nói đến chi tiết. Còn khi mà Ngài thuyết từng bài kinh chỗ này ở chỗ kia, như kinh ngày hôm nay chẳng hạn, thì Ngài nói, Ngài lấy lại cái mà pháp cần phải biến tri đó. Thì cái pháp cần phải biến tri đó thì đó là khổ đế, nó được gọi là khổ đế. Nhưng mà khổ đế trong trường hợp này là gì? Khổ đế trong trường hợp này là chỉ cho sáu hồi xứ, sáu hồi xứ xúc thọ ái. Ái ở đây là cái pháp được xem như là phải đoạn trừ. Vì ngay từ đầu là Đức Thế Tôn Ngài dẫn nhập bắt đầu từ sáu xứ, sáu nội xứ, rồi đến sáu ngoại xứ là sắc thân diễn pháp, rồi đi đến sáu thức, sáu xúc, sáu thọ. Thì những cái nhóm chi pháp đó đó phải được xem nó là cái hình của khổ đế. Còn cái mà gọi là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, là cái bóng của chỗ này. Cái gì bị sanh, cái gì bị già, cái gì bị chết, đó chính là nội thân này gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nội thân này bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu khổ, u não, thì cái đó được xem như là khổ đế. Thể khổ đế là người giới thiệu tổng quan, nhưng mà cho đến hồi chi tiết đó, thì Ngài mới nói về cái cốt lõi của cái khổ đế đó. Như Đức Phật Ngài nói rằng Sankhiti đó bên chúng ta đa nắp thành tháo đúng cả, nói tốt lại là thân ngũ thủ quẩn là khổ, là khổ đế, là pháp mà cần phải biến tri. Thì trong cái ngũ thủ quẩn đó thì chúng ta phải biết rằng là trong đó sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ vân vân. Rồi khi nói đến ái đó, thì Ngài trong kia thì Ngài nói là tập đế là pháp cần phải động trừ. Thì tập đế đó là gì? Tập đế đó Ngài chỉ cho dục ái, hữu ái, phiền hữu ái. Nhưng mà trong trường hợp này, trong bài kinh này thì Ngài muốn nói ái là cái gốc, còn vô minh là cái ngọn. Bởi vì ái sanh khởi ở đâu thì vô minh có mặt ở đó. Vô minh có mặt ở đâu thì ái cũng có mặt ở đó. Thí dụ vậy. Thì do đó cho nên hễ khi nói đến vô minh thì chúng ta phải hiểu hễ vô minh là gốc thì ái là ngọn, mà vô minh là ngọn thì ái là gốc. Thì có vậy thôi thứ gì. Ở trong thanh tịnh đạo khi mà đề cập đến cái vấn đề 20
hình tướng của thập nhị duyên duyên, thì trong đó ngài có trình bày rõ ràng là cái đó. Cũng như khi mà chúng ta nói đến một cái chùa, thì hễ chúng ta đang nói về cái gốc dừa thì cũng có nghĩa là cái gốc dừa đó có thân cây và có lá dừa như chúng ta nói tới. Còn hãy khi chúng ta nói đến cái ngọn dừa thì như vậy có nghĩa là cái ngọn dừa đó nó có thân dừa và có gốc dừa. Cho nên chúng ta nói cái nào thì cho mô tả cái gì thì chúng ta theo cái đó. Nhưng mà đừng nghĩ rằng hãy nói đến cái gốc dừa là chúng ta chặt bỏ ngọn, chặt bỏ thân rồi mới nói đến gốc, không phải vậy. Hay là nói đến cái ngọn dừa là chúng ta nói đốn bỏ thân gốc rồi chúng ta mới giữ cái ngọn dừa mà nói. Làm như vậy thì cái dừa nó chết đi. Do đó cho nên tùy. Ở đây nói vô minh và hữu ái, thì một cái nó gốc, một cái nó ngọn. Rồi khi mà ngài đề cập đến vấn đề mà diệt đế cần phải tác chức Sacchikātappa đó là chỉ cho niết bàn. Như ở trong bài kinh này nhé, thì ngài mô tả cái pháp cần phải được chứng ngộ với thượng trí Sacchikātappa ở đây đó là chỉ cho minh và giải thoát. Minh ở đây tức là tuệ đạo, tuệ quả, là nói về đạo quả siêu thế. Và giải thoát ở đây là chỉ cho niết bàn, vì niết bàn được gọi là vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát và không tánh giải thoát. Bây giờ nói tắt thì nó kéo dài ra nữa chứ quý vị. Cho nên chúng tôi chỉ nói những cái từ gọi thôi. Vị nào mà có nghe pháp, học pháp được nhiều rồi đó thì chúng ta có thể cảm nhận, có thể hiểu được điều này. Rồi khi mà nói đến trong bài kinh Giải Pháp Luân, khi mà nói đến đạo đế hay là khổ diệt hành lộ thánh đế là pháp cần phải đọc, là ngài chỉ giới thiệu về bát chánh đạo. Thì ở đây đó trong cái bát chánh đạo đó, nếu mà chúng ta nói khơi khơi như vậy đó là chúng ta chưa có nắm vững được. Không phải chúng ta tu tập bát chánh đạo giống như là chúng ta tu tập hàng ngày, nghĩa là thấy người ta mê tín dị đoan, có tà kiến, tin ông này ông kia, cái người Phật tử chúng ta thì chỉ tin lý nhân quả, chúng ta nói là mình có chánh kiến rồi, thôi dừng lại ở đó. Rồi chánh tư duy tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, rồi chúng ta chỉ làm từng món vị, chúng ta tu tập từng món vị thôi, vân vân. Nghĩa là chúng ta tu tập rời rạc khi chúng ta chỉ nói đến một cách đại loại về bát chánh đạo là con đường đưa đến khổ. Nhưng ở đây Đức Phật là nói chi tiết một chút. Trước hết, cái sự thấy như thật như chân của vị ấy, cái sự thấy đó là chánh kiến. Cái sự suy nghĩ như thật như chân của vị ấy là chánh tư duy.
sự tinh tấn như thật như chân của vị là chánh tinh tấn. Ức niệm như thật như thân chân của vị gọi là chánh niệm. Định tĩnh như thật như thân chân của vị gọi là chánh định. Rồi thân nghiệp, khẩu nghiệp mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của vị được gọi là được thanh tịnh tốt đẹp. Và thánh đạo tâm ngành này đi đến sự tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Đó là nó nằm ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân nha quý vị. Và do sự tu tập thánh đạo tâm ngành như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Rồi tứ chánh cần đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Tứ giới ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm căn tức là năm quyền cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Năm lực đi đến sự tu tập và phát triển sung mãn. Bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển vận song hành, chỉ và quán. Thế là bây giờ từ bát chánh đạo đó đó, bát chánh đạo mà hiện khởi rồi thì thưa quý vị là 37 bồ đề phần nó hiện lên. Và trong 37 bồ đề phần nó hiện lên như vậy thì cái sự vận hành, chuyển vận song hành là chỉ gom lại là chỉ về quán quán thôi. Cho nên gọi là chỉ quán là hai pháp cần phải tu tập. Thì như vậy chúng ta thấy nó không có gì khác nữa quý vị. Những pháp cần được liệu tri, cần được đoạn diệt, cần được chứng ngộ, cần được tu tập. Ở đây với trong bài kinh Vô Lượng không có gì, không có cái gì khác nhau, không có gì khác nhau. Chỉ khác nhau ở chỗ là ở trong bài kinh chỉ có Pháp Luân đó, là ngài nói đại loại, ngài nói theo cái khía cạnh tổng quan. Bởi vì thoạt đầu khi mà ngài muốn giới thiệu về chánh pháp đến cho năm thầy Kiều Trần Dư, mà ngài đem cái này, ngài đem chi tiết ngài ra nói thì họ không hiểu hết. Do đó cho nên ngài phải nói cái tổng quan trước. Rồi những vị mà có thượng căn đó, thượng trí thì họ nghe cái tổng quan đó là họ đã hiểu, đã giác ngộ rồi. Còn sau này khi mà ngài thuyết pháp cho một hội chúng, mà ngài xét thấy rằng trong cái hội chúng này có những vị tỳ kheo cần phải cho họ biết cái pháp thiết thực ngay trong hiện tại phải tu tập như thế nào, thì ngài mới bắt đầu ngài nói đến tứ đế trên phương diện là chi tiết. Cũng lấy từ trong như chúng tôi phân tích nãy giờ quý vị thấy trong tứ đế mà ra, chứ đâu có ở ngoài thưa quý vị. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 3 thường tụ giật đắng quyền nêu nam mô bổn thầy. Bất chi tôi từ siêu thì tôi có khi trả lời thêm một câu nữa rồi thỉnh từ tôi đi nghỉ. Xuyên suốt trong bài kinh này đó thì Đức Phật ngài xài rất nhiều cái chữ Yatha Phu Tăng, mà trong bản dịch đó dịch là như chân. Đôi khi chúng ta nghe cũng hơi buồn cười là ví dụ như vì ấy biết như chân sắc, như chân như chân nhãn, như chân nhĩ, như chân tỷ, như chân thiệt đó. Thì nhưng mà cái chữ Yatha Phu Tăng rồi Đức Phật kỳ dùng cái chữ Yatha Phu Tăng đó, kể cả đối với bắt chánh đạo, kiến nào là như chân của vị ấy, tư duy nào như chân của vị ấy, thì cái chữ như chân ở đây chữ Yatha Phu Tăng chúng ta nên hiểu như thế nào? Tại vì đây là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng của bài kinh này. Xin thưa tòa quan hệ cho định nghĩa về chữ nhân chân đó, kính thưa tòa.
Quý vị cũng nghe đại chúng tôi nói. Dạ, xin cảm ơn. Cái chữ phụ tá tức là cái sự hiện khởi, cái sự diễn ra, cái sự hiển lộ. Và tha phu tăng tức là pháp hiển lộ như thế nào thì biết rõ như thế đó, như vậy gọi là cái và tha phu tăng. Chẳng hạn như mắt, cảnh sắc, vân vân, đặc tính là cái chân tướng của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Biết như chân đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thinh, nghi, vị, xúc, pháp theo cái khía cạnh là thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì như vậy đó gọi là thấy như chân đối với mắt, tai, mũi, lưỡi. Và ở đây cũng cái chữ, cũng danh từ Yatha Phutang. Khi mà chúng ta nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì ở đây chúng ta nên chú ý hễ mà trí tuệ thấy các hành, các hành ở đây tức là chỉ pháp hữu vi, chỉ cho cảnh sắc, khi chỉ con mắt cảnh sắc, lỗ tai cảnh thinh, vân vân. Khi trí tuệ thấy các hành là vô thường, khổ, vô ngã, thì đó là cái sự thấy như chân. Và nếu như mà thấy các hành như chân, cái sự thấy như chân đó, thì cái sự, thì chính cái trí tuệ đó nó cũng là chân, bởi vì chỉ có cái thật mới biết được cái thật. Thì chánh kiến nó là như chân. Thì ở đây đó, một cái cách thứ hai mà chúng ta phải hiểu khi mà nói đến kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư duy. Mặc dù cái mặt trăng nó khó hiểu, nhưng mà chúng ta phải hiểu đó. Cái trí tuệ mà thấy như thật về các hành là vô thường, khổ, vô ngã, thì cái trí tuệ đó được gọi là chánh kiến, vân vân, chứ không phải là ám chỉ cho trong khía cạnh khác đâu. Cho nên cái chữ dịch tha phu tăng đó, thì chúng ta cần phải hiểu là cái gì mà nó đúng theo chân lý thì cái đó gọi là như chân, đúng theo chân lý gọi là như chân. Chúng ta định nghĩa tóm tắt như vậy thôi. Nam mô Phật thầy. Sa thú phi tình
Thưa đạo trưởng sư, quý Phật tử, trước khi kết thúc bài kinh này, chúng tôi xin đặc biệt lưu ý quý Phật tử là sẽ dĩ mà Đức Phật ngài mở đầu bài kinh ngài dạy về cái chữ gọi là Đại Lục Xích Mahasoyatana, là bởi vì chúng ta thấy rằng từ sáu xứ tiền định, Đức Phật ngài đã nêu lên toàn bộ hình ảnh của sự hiện hữu, của sự khổ và những cái tác động dây chuyền liên quan đến xúc thọ ái phương vật. Và cũng từ đây Đức Phật ngài dạy cho chúng ta hiểu rõ thế nào là sự khác biệt giữa cái nhìn có tính cách là thiêu dệt so với cái nhìn mà ở đây gọi là yatha bhutam, tức là như thật như chân, tức là chữ này chúng ta dịch là chữ như nhiên tức là nó như thế nào thì mình nhận nó như từ yatha bhutam. Thì cái chữ như nhiên ở trong cái nhìn đối với đời sống hàng ngày, đối với năm quẩn, đối với 12 xứ và cái nhìn như nhiên đó cũng phải kể luôn cả đối với sự tu tập bát chánh đạo. Và từ bát chánh đạo đó nói đến ba bảy pháp trường bồ đề như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghi túc, ngũ căn, ngũ lực, tất cả khi bát chánh đạo, thì chúng ta thấy rằng chữ như nhiên đó được áp dụng toàn bộ. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu là bài kinh này tuy rằng không phải là một bài kinh dài, nhưng mà nó bao gồm cả giáo lý tứ đế và duyên khởi, và cho chúng ta thấy một cái sự liên kết rất là chặt chẽ giữa giáo lý tứ đế và giáo lý duyên khởi. Đồng thời cũng từ bài kinh này, Đức Phật ngài nói đến điều mà ngài giải về ba luân 12 chuyện ở trong cái bài kinh chỉ pháp luân, là những gì cần được liễu tri, những gì cần được chứng ngộ, những gì cần được đoan diệt, những gì cần được chứng ngộ và những gì cần được tu tập. Thì chúng ta thấy là cả một cái mô hình của toàn bộ giáo pháp của Đức Phật. Thật ra chúng tôi nhắc lại lần nữa là bài kinh này thực sự không có dài, nhưng mà ở đó đó có nhiều cái liên hệ rất là mật thiết giữa pháp học và pháp hành, giữa giáo lý tứ đế và giáo lý duyên khởi, giữa đời sống của chúng ta và cái nhận thức của đời sống. Và đây là những điểm mà chúng ta khi mà đọc bài kinh, chúng ta không thể đọc một cách đọc cho có đọc được, mà phải rất là cân nhắc kỹ lưỡng. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Dharma. Kính truyền chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngày, kính chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp. Chúng tôi là vị phụ trách cho phụ trách giáo trình ngày mai. Xin đảnh lễ chư tôn đức và chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nhà sa thố lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Và kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp. Nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thế Tôn, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Yang kincir kusala kama, kapa bagirya manakaya,
Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu